Sáng ngày 27 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và khai mạc ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Vĩnh Long năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài Thể dục và sức khỏe, kêu gọi đồng bào tập thể dục 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2024. Qua đó, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Tham gia sự kiện có hơn 2.000 người, gồm các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương, cùng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, huấn luyện viên và vận động viên thể thao. Phát biểu tại lễ phát động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phan Văn Giàu cho biết, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó đã tạo điều kiện và thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao. Hưởng ứng tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kêu gọi và phát động mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục tập luyện, rèn luyện thân thể theo gương của Bác Hồ. Mỗi người hãy chọn cho mình môn thể thao thích hợp để tập luyện nhằm phát triển thể lực, phòng chống bệnh tật, tăng cường tuổi thọ. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở tiếp tục quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi về đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, đẩy mạnh kêu gọi sự chung tay của xã hội để tổ chức nhiều hoạt động tập luyện, thi đấu, biểu diễn thể thao phong phú tại địa phương, thu hút mọi người dân cùng tham gia vì mục tiêu chung, vì sức khỏe cộng đồng. Ngay sau lễ khai mạc, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã tham gia đường chạy dài 2.000 m từ trung tâm hội nghị tỉnh đi qua tuyến đường Võ Văn Kiệt và trở lại trung tâm hội nghị tỉnh. Lực lượng còn lại xuất phát từ trung tâm hội nghị tỉnh đi qua tuyến đường Võ Văn Kiệt và dừng tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh với cự ly 4.000 m.